Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ chứng minh Kinh Bạch Đại Đức trụ Trì Kinh Bạch Chư Tăng và Kính Thưa Toàn thể Quý Phật Tử Hôm nay con tâm tri có đầy đủ duyên lành phước báo được lên đây à, Chia sẻ một thời Pháp Thoại ngắn đến Đại chúng Ngưỡng mong Đại chúng hoan hỷ Nam Mô A Di Đà Phật à, Kính Thưa Đại chúng sáng hôm nay con xin chia sẻ một câu chuyện. Câu chuyện này con tự đặt cho cái tự đề 21 đồng đổi lấy 258 căn biệt thự. Câu chuyện này được xảy ra ở Trung Quốc ở một cái ngôi làng gọi là quanh Nhu, Yu, huyện Du Xi, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc thì có một cái vị này tên là Trần Sinh lúc còn nhỏ thì ông sinh ra ở một cái ngôi làng Quanh Nhu cái ngôi làng này thì người ta đặt cái biệt danh là làng ế vợ bởi vì cái ngôi làng này rất là là nghèo cho nên là người phụ nữ phải đi lấy chồng xa thì mới có được cái cuộc sống tốt do đó thì cái ngôi làng này à, phải nói là rất là nghèo khổ thì trần sinh à, được sinh ra ở đây nhưng lại được có một cái cái trí thông minh à, rất là tốt à, khi mà đi học đó, thì à, trần sinh học rất là giỏi nhưng bởi vì nhà quá nghèo có những lúc thì ông muốn nghỉ à, để đi làm việc phụ giúp gia đình nhưng à, thì được người mẹ khuyên và hỗ trợ cho đi học bởi vì thấy đứa con của mình học rất là giỏi cho nên bà cố gắng làm việc để mà kiếm tiền nuôi cho ông ăn học thì khi ông học mà chuẩn bị thi đại học á ông học cũng rất là giỏi sau đó ông thi đại học đổ vào trường đại học Bắc Kinh gia đình của ông thì cũng rất là nghèo không có khả năng để mà chi trả tiền học phí cho ông học đại học. Những người dân ở trong làng, đặc biệt là những người già lớn tuổi thấy được uh, trong làng của mình có một cái người mà từ trước tới giờ chưa có ai có thể mà đậu được đại học như thế. Cho nên uh, cả làng cùng nhau gom góp lại uh, và uh, cho gia đình của anh là 21 tệ có nghĩa là những cái đồng bạc rách, những đồng xu nhỏ lẻ gom góp lại mới được 21 tệ và Trần Sinh lấy cái số tiền đó cảm ơn mọi người và bước vào cái con đường học đại học. Sau những năm học đại học thì anh cũng tốt nghiệp đại học và sau đó ra làm văn thư. Công việc rất ổn định nhưng mà tiền lương lại ít ỏi. Anh cảm thấy thì không bằng lòng ở đó cho nên anh nghỉ nghỉ làm văn thư và anh bắt đầu chuyển sang một cái nghề khác đó là trồng trọt và chăn nuôi. Thì được một số tiền vốn là anh lại tiếp tục kinh doanh bất động sản. Thì khoảng 3 năm thì anh trở thành một cái tỷ phú ở cái thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, anh cũng tiếp tục kinh doanh các cái nghề nghiệp khác như là nước giải khát hoặc là chăn nuôi, à, chăn nuôi và trở thành một cái người giàu có cái thành phố Trạm Giang tỉnh Trung Quốc. thì đến năm 2013 anh trở về làng của mình để mà tri ân những người làng đã giúp anh có cái số tiền đi học đại học và anh bàn bạc với những người chính quyền ở đó anh bỏ ra 200 triệu tệ để xây 258 cái ngôi biệt thự cho những cái người dân làng ở đó. Không những vậy, cái việc tri ân không dừng lại ở đó, anh còn giúp cho những người dân ở đó có công ăn việc làm và tiếp tục xây những cái biệt thự nhỏ để giúp cho làng trở thành một cái khu du lịch sau này. Đó là cái việc tri ân của Trần Sinh khi mà anh nghĩ rằng nhờ cái số tiền 21 tệ đó mà anh mới có được ngày hôm nay, do đó thì anh trở về làng để tri ân, báo ơn cho người dân của mình bằng cách xây cho những người dân trong làng đó mỗi nhà như vậy là một căn biệt thự 280 mét vuông. Đồng thời anh còn xây dựng lại các cái trường học và hỗ trợ cái lương cho giáo viên, giúp cho những cái giáo viên giỏi về làng của anh, mục đích là anh giúp cho ngôi làng của anh thay đổi trở thành một cái ngôi làng có thể phát triển về kinh tế, về cái văn hóa, xã hội, đó là cái cái tinh thần tri ân của Trần Sinh đối với cái cái ngôi làng của mình đây là cái điều con muốn nói đó là tinh thần tri ân của một con người biết ơn đến những người đã trợ giúp cho mình thì mấy ngày vừa rồi thì chùa chúng ta cũng có tổ chức cái lễ tri ân đệ tử do sư phụ là người đứng ra để tổ chức tri ân cho đệ tử cũng như phật tử như chúng ta đã biết chùa chúng ta có rất nhiều Phật sự lớn có nhỏ có rất nhiều cái khó tu nhưng bản thân một mình sư phụ thì sẽ không làm được những việc lớn lao đó và chúng ta cũng biết rằng ngôi chùa của chúng ta rất là lớn rất nhiều cái công trình hạng mục ngoài những khó tu thì cần phải có những cái bộ phận để trợ giúp như lâu chùi quét dọn, hay là bếp nút rau củi vân vân rất nhiều thứ phải lo. Nhưng nếu một mình sư phụ của chúng ta sẽ không lo được hết thì phải cần có sự trợ giúp của rất rất nhiều nhiều người mới có thể hoàn thành tốt được những cái công việc lớn lao những cái, cái khó tu mà chùa chúng ta đưa ra, để khiến cho nhiều người có thể đến chùa à, tu tập, biết được à, Phật pháp để mà tu học. Đây là một cái cái tinh thần gọi là biết ơn của người trên đối với người dưới. Thì chúng con mới thấy rằng à, cuộc đời rất khó thấy được cái sự việc này. Đôi khi thì chúng ta chỉ thấy người dưới thì tri ân người trên là chính hiếm thấy người trên mà tri ân cho người dưới thì ở thời Đức Phật thì cũng có một vị làm cho cái chúng ta thấy đó là cái cái người cũng là người đầu tiên mà chúng con đọc trong kinh sách thấy đó, cũng là một cái người mà tri ân cái người đã hỗ trợ cho mình, cái người giúp đỡ cho mình. Đó là ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. À, ngài thấy một cụ già vào chùa xin tu tập nhưng uh, chư tăng không ai cho uh, bởi vì uh, thấy cụ đã già rồi, yếu rồi, không thể uh, làm gì được thì làm sao có thể tu được. Nhưng ngài Xá Lợi Phất thì uh, nhận ông lão đó uh, cho xuất gia và hướng dẫn cho tu tập. Và sau đó thì ông lão cũng chứng đắc thánh quả A La Hán. Mọi người mới ngạc nhiên uh, cái việc làm của uh, tôn giả Xá Lợi Phất, tại sao ngài phải làm như vậy thì ngài mới nói uh, trong một lần đi khất thực Ta nhờ cái ông lão này Đã cho ta một cái Vá cơm Mà ta được nuôi sống Trong một ngày Do đó Ta biết ơn ông lão này Và ta nhận ông làm đệ tử Của ta Cho chúng ta thấy rằng đây là cái tinh thần Tri ơn của Tôn Giả sớ Lợi phất Đối với một người đã từng cúng dường Cho mình Mặc dù đã qua thời gian lâu nhưng ngài vẫn nhớ mà khác tôn giả sẽ lợi phật còn nhớ ơn cái người mà đã nói lên cái bài kệ cho mình đắc đạo giải thoát đó là ngài Mã Thắng. Mỗi khi biết ngài Mã Thắng ở đâu thì tối khi ngủ thì ngài hướng đầu của mình về tôn giả Mã Thắng để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã khai thị cái giáo pháp của Đức Thế Tôn cho mình nhờ đó và mình đắc đạo giải thoát. Cho nên cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, trong đạo hay trong công việc, lòng biết ơn, sự tri ân luôn là đức tính cần thiết có được sự tôn trọng, có được sự tin tưởng. Nhờ có biết được sự tin tưởng và tôn trọng thì chúng ta mới có lòng biết ơn đối với những người mà trợ giúp cho mình có một cái câu chuyện của một à, anh chàng sinh viên đậu tốt nghiệp đại học loại giỏi và anh à, xin vào một cái công ty lớn à, làm cái chức à, quản lý thì sau khi à, anh vượt qua các cái vòng à, đầu tiên thì đến vòng cuối cùng thì anh được cái vị giám đốc à, phỏng vấn trực tiếp à, cho anh thì ông tổng giám đốc mới xem cái hồ sơ anh dự tuyển đó mới thấy rằng từ cái lúc học trung học cho đến lúc học đại học anh luôn luôn dành những cái thành tích học xuất sắc thế là ông giám đốc mới hỏi cái chàng sinh viên này thì trong cái quá trình mà anh học đại học như như thế thì anh có được nhận hỗ trợ học bổng từ trường hay không anh chàng sinh viên mới trả lời là chưa bao giờ được nhận thế thì anh có được à, nhận học phí từ cha của anh hay không anh mới nói là cũng chưa bao giờ anh nhận được cái học phí từ cha của mình mà bởi vì cha của anh mất từ lúc anh mới được một tuổi những cái học phí mà anh đóng là do mẹ của anh à, nhờ cái việc mà giặt giũ quần áo cho người khác có được đồng tiền à đưa cho anh để cho anh đi học. Bà mẹ của anh rất là thương anh, không cho anh làm bất cứ việc gì. Cho nên thì anh chưa bao giờ là phụ giúp mẹ làm một việc gì cả. Thế thì sau khi cái anh chàng này nói như vậy thì anh giám đốc mới cho anh một cái điều kiện à thôi được rồi. Thì anh hãy về nhà anh làm cho tôi một việc này. Rồi sáng ngày hôm sau anh hãy trở lại công ty, nghĩa là anh hãy về nhà. Anh à, rửa đôi bàn tay của mẹ mình. Rồi à, sau đó anh hãy trở lại vào sáng ngày hôm sau thì anh à, nghĩ là anh chắc chắn sẽ được nhận vào cái công ty lớn này. Thì anh về nhà, anh mới nói mẹ của mình là hãy đưa à, bàn tay của mẹ cho con rửa. Thì người mẹ nghe nói vậy thì cũng không biết tại sao đứa con của mình lại làm như vậy rất là xúc động buồn vui lẫn lộn à, do đó thì bà cũng đưa cái đôi bàn tay của mình cho người con trai của mình rửa khi anh cầm đôi bàn tay của mẹ của mình lên rửa thì anh từng giọt nước mắt chảy xuống anh mới thấy rằng đôi bàn tay của mẹ mình đã nhăn nheo có nhiều vết sẹo cũng như là à, sự chai sạn của đôi bàn tay anh mới hiểu rằng à, tất cả những gì anh có được là đều nhờ cái đôi bàn tay này mà có anh hiểu được cái sự gọi là đau khổ khó khăn khi những vết sẹo trên đôi bàn tay này đã giúp anh có được một cái việc học tập xuất sắc anh cảm động và sau đó anh giặt nốt cái số quần áo còn lại ở à, trong nhà do mẹ anh nhận Để mà giặt vũ, anh giặt xong Thì cả tối hôm đó hai mẹ con ngồi nói chuyện Đứa con khóc rất là nhiều Sáng ngày hôm sau anh ta mới trở lại công ty Thì gặp cái vị tổng giám đốc Thì khi tổng giám đốc gặp anh chàng này Mới thấy trên cái khóe mắt của anh Vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt cái vị tổng giám đốc này mới hỏi thì hôm qua anh đã làm gì thì chàng thanh niên mới trả lời là hôm qua là tôi có rửa đôi bàn tay của mẹ mình thì vị giám đốc của mới hỏi là thế anh cảm nhận được gì thì anh ta mới nói rằng thứ nhất là anh thấy rằng anh có được ngày hôm nay là nhờ cái đôi bàn tay của mẹ mình thứ hai anh mới thấy được cái giá trị của việc kiếm ra đồng tiền rất là vất vả, rất là cực khổ. Và cái thứ ba là anh thấy được cái giá trị tình cảm thiêng liêng của người mẹ đối với người con. Thì à, khi nghe được như vậy vị giám đốc mới nói đây chính là cái cái nhận thức mà người quản lý cần có. Cho nên à, À, ông à, sẽ nhận cái chàng thanh niên vào làm cái công ty của ông với cái chức quản lý bởi vì ông thấy rằng người quản lý phải có được những nhận thức như vậy thì mới có thể làm được một công việc rất là tốt hơn và sẽ giúp cho công ty của ông phát triển nhiều hơn bởi vì ông thấy rằng chỉ có người biết ơn mới thấy được mới nhận rõ được cái sự khó khăn vất vả của những người làm cho mình và chỉ có người biết ơn mới thấy được sự thành công của mình là nhờ rất nhiều người chung sức hợp lại mà thành tựu do đó mới có câu nói là muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau ở đây cũng vậy à, chúng con thấy rằng chư tăng được sự giúp đỡ hỗ trợ của sư phụ nhưng sư phụ lại luôn luôn là người biết ơn tri ân đến đệ tử đến phật tử chúng con mới nhận thấy rằng lẽ ra thì hàng đệ tử của chúng con cũng nên tỏ lòng tri ân biết ơn đến sư phụ để dày công lập ra được cái ngôi chùa này nhờ có ngôi chùa này mà mới có chúng con trong hiện tại này cũng như những người đến chùa Quy Y Tam Bảo và đặc biệt hơn nữa là quý thầy ở các chi nhánh phải thấy được sự vất vả của sư phụ con mong rằng là có một lúc nào đó quý thầy ở các chi nhánh về chùa ở gần sư phụ và quan sát sư phụ xem thử trên mái tóc của sư phụ đã bạc nhiều chưa xem thử đôi chân của sư phụ còn khỏe hay không bởi vì chúng ta thấy rằng chúng ta có được một cái ngôi chùa lớn như thế này có hơn bốn chục chi nhánh sư phụ của chúng ta đã làm gì hàng ngày ngài phải suy nghĩ rất nhiều các cái phương tiện các cái điều kiện để giúp cho tất cả những người hữu duyên với ngài, hữu duyên với Phật pháp đến chùa để tu học. Ngài phải đi nơi này, nơi kia để thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật, khiến cho những người chưa có đức tin thì có đức tin đối với Tam bảo, khiến cho những người đã có đức tin thì được tăng trưởng cái lòng tin đối với Tam bảo chúng ta nghĩ rằng đây là cái một bậc minh sư một người sư phụ hay còn gọi là một người cha rất thương đệ tử của mình rất thương con của mình và rất thương những người đang sống trong trầm luân của sanh tử luân hồi mà ngài mới hy sinh cả cuộc đời của ngài cho công việc hoàn pháp lợi sanh do đó mỗi người không nên để cho Ngài phải tri ân chúng ta Mà chúng ta còn phải tri ân lại Ngài Bằng cách nỗ lực là hỗ trợ giúp cho người kế nhiệm Sư Phụ hoàn thành tốt công việc hoàn pháp lời sanh Bên cạnh đó mỗi người chúng ta phải nỗ lực tu tập Để trở thành những người con Phật xứng đáng đầu tròn áo vuông là những người phật tử thường thành giúp cho đạo pháp ngày càng trường tồn ở thế gian cuối lời con kính chúc đại chúng có một ngày tu học được an lạc và hạnh phúc nam mô a di đà phật